Trở lại chương trình của The VLK trì nếu những thách thức pháp lý của Tổng thống Trump như cuộc bầu cử của 2024. Liệu sự chậm trễ của những phiên tòa có thể cung cấp một con đường nào đó cho Tổng thống Trump trước bầu cử của 2024? Những vướng mắc pháp lý của Tổng thống Trump đã tiếp tục gia tăng khi ông phải đối mặt với nhiều bản cáo trạng hình sự. Nhưng những diễn biến gần đây đã mở ra một con đường tiềm năng để ông tranh cử cho 2024 mà không phải chịu trách nhiệm nặng gì kết án. Những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm trì hoãn các phiên tòa xét xử dẫn đến xung đột về lịch trình. Những cái diễn biến gần đây có thể mở ra một con đường tiềm năng cho Tổng thống Trump có thể bình thản cho 2024 mà không phải chịu một gánh nặng về kết án. Những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm trì hoãn các phiên tòa xét xử dẫn đến một số xung đột lịch trình. Trì hoãn các phiên tòa tạo ra một kịch bản mà ông vẫn có thể là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Hiện tại, Tổng thống Trump đang vật lộn với 4 bản cáo trạng từ cái chính quyền DOJ của ông Biden, từ DOJ của New York, từ Jack Smith và tiểu bang Florida. Trong khi đang bắt đầu một cuộc tổng tiến công vào Tòa Bạch Ốc cho 2024. Để vượt qua một số tình huống đầy thách thức này, Tổng thống Trump đã tìm cách muốn kéo dài hoặc hoãn những phiên tòa của mình sau cuộc bầu cử của 2024. Đáng chú ý, ít nhất là hai thẩm phán có thể thực hiện sẵn sàng để xem xét trì hoãn các phiên tòa này, có khả năng tạo cái tiền đề cho sự trở lại chính trị của Tổng thống Trump. Tại tiểu bang Florida, thẩm phán của quận Elaine Cannon cho thấy bà đã sẵn sàng trì hoãn các phiên tòa của ông Trump xung quanh những cáo buộc xử lý sai cái tài liệu mật. Mặc dù ban đầu bà vẫn duy trì cái ngày xét xử vào tháng 5 của 2024, nhưng bà đã lên lịch một cuộc họp vào ngày 1 tháng 3 để xem xét lại cái yêu cầu hoãn cái phiên tòa của ông Trump. Hơn thế nữa, thẩm phán Cannon cũng đã gia hạn nhiều cái thời hạn để nộp đơn trước khi xét xử, thừa nhận sự phức tạp của vụ án đang diễn ra của ông Trump. Những diễn biến gần đây khiến cái ngày xét xử tháng 5 là hoàn toàn không chắc chắn. Tại Manhattan, một thẩm phán giám sát cái phiên tòa của Tổng thống Trump với những cáo buộc làm sai cái hồ sơ kinh doanh dự kiến vào tháng 3 của 2024 cũng có thể xem xét hoãn cái phiên tòa. Thẩm phán Morgan đã thông báo với nhóm pháp lý của Tổng thống Trump tháng 9 rằng ông đang đánh giá cái tình hình vào tháng 2 để xác định cái ngày hoãn tốt nhất dựa trên những xung đột thực tế nào phát sinh. Những thách thức pháp lý của ông Trump mở rộng đến hạt Fulton, Georgia, nơi biện lý của đảng Dân Chủ, khu vực của đảng Dân Chủ bà Phyllis Wallace, cho rằng cái phiên tòa xét xử ông là vì cáo buộc lật đổ kết quả của 2020 có thể kéo dài cho đến 2025. Bà Willis bày tỏ tin tưởng rằng cái phiên tòa sẽ là một quá trình dài, có thể kết thúc vào mùa đông hoặc đầu của 2025. Bất chấp sự chậm trễ và xung đột lịch trình, cái phiên tòa xét xử bầu cử can thiệp của 2020 của ông Trump tại Washington sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 3 của 2024, trước một ngày Super Tuesday, là ngày siêu thứ ba. Ngày siêu thứ ba là một ngày mà tất cả những tiểu bang lớn của đảng Cộng Hòa sẽ bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên, cái đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đã có thể bảo đảm một phần mở rộng khiêm tốn để nộp cho các kiến nghị liên quan đến trắc đòi hầu tòa và khám phá. Họ cũng đã yêu cầu tạm dừng cái vụ kiện đang trong khi chờ giải quyết và yêu cầu Tổng thống Trump để bác bỏ dựa trên cái quyền miễn trừ của Tổng thống. Trong suốt cuộc chiến pháp lý này, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã liên tục phản đối cái nỗ lực của ông Trump nhằm để trì hoãn cái phiên tòa xét xử, cho rằng cái ngày xét xử tại quận Columbia không nên là yếu tố duy nhất để quyết định liệu các trường hợp có được sửa đổi hay không. Khi cái mùa bầu cử của Tổng thống 2024 đến gần, các thủ tục pháp lý xung quanh các bản cáo trạng khác nhau của Tổng thống Trump đã tiếp tục phát triển để lại một độ không chắc chắn về liệu ông có thể tiếp tục trở thành một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Đương nhiên câu trả lời là có, nhưng mà tính chất nghiêm trọng của nó như thế nào trong cuộc tổng tuyển cử và rất là nhiều khả năng có thể ngăn chặn bất cái thời gian của ông để có thể tiếp tục tham dự những phiên tòa, gọi là rắc rối đó, gọi là bó chân bó tay ông Trump. Qua cái điểm này, chúng ta cũng hoàn toàn thấy là cái đảng Dân Chủ đang sẵn sàng để thua. Họ thua và nhục nhã đến cái mức độ họ phải tạo ra những cái sự dơ bẩn như vậy để chụp dỗ ông Trump. Hãy để mọi thẩm đoàn,
là những cử tri cuối cùng cho 2024 quyết định số phận của ông. Nhưng mà đảng Dân Chủ thì không làm vì điều này, là bởi vì họ có những mục đích riêng của họ, và họ đang lo lắng là ông Trump sẽ trở lại và đá cái chân cơm của họ cho 2024. Và đó là chương trình của The VLKT News. Chào tạm biệt.